có nên mua xe tên công ty hay không? Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là Đạt Xe Tải đây. Thì thực sự là mình cũng đã suy nghĩ rất là nhiều trước khi làm video clip này. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ động chạm đâu đó tới một số anh em mà đang kinh doanh xe cũ. Xe cũ kể cả xe con hay xe tải. Nhưng thực sự là năm nay năm 2021 rồi, tiền nào phải đấy. Và tất cả mình kinh doanh ấy, sau quá trình mình kinh doanh ấy, và thấy rằng tất cả những điều xung quanh mình, kể cả về gia đình cũng như là về cả anh em bạn bè, nó đều có một quy luật cả, đó là quy luật nhân quả. Chúng ta làm ăn đúng đắn thì sẽ nhận được những điều đúng đắn đến với chúng ta. Chúng ta làm ăn mà lươn lẹo thì rồi có một cái khúc mắc sẽ xảy đến với chúng ta bất kỳ kể lúc nào. Cho nên đúng như là nhiều anh em nói là chỉ có làm thì mới có ăn đấy, thì ngày hôm nay sẽ phân tích rõ hơn để anh em hiểu được rằng nên mua xe công ty không, hay là nên mua xe tư nhân hay không, hay là khi đi mua xe tên công ty hay tư nhân cần chú ý điều gì. Thì đây, ở đây tôi có một số những chiếc xe, thì trong đó có một chiếc xe là tên công ty và một chiếc xe là tên tư nhân. Thì tại sao nhiều người lại hay băn khoăn khi mua xe tên công ty? Bởi vì tên công ty, nếu anh em không hiểu thì đi mua xe chỉ nhận mỗi cái đăng ký và đăng kiểm thôi. Sau khi này mà quay lại người chủ trước mà muốn rút hồ sơ thì không rút được. Tại vì sao? Tại vì khi mua xe của công ty thì cần phải có hóa đơn, cần phải có hóa đơn và được có chữ ký của cấp bậc giám đốc ký thì mới có thể rút được hồ sơ. Đối với những xe tên công ty mà không có hóa đơn, hoặc mất hóa đơn, hoặc là công ty chết, sau này không xin được hóa đơn nữa, thì lập tức là sau này sẽ vĩnh viễn mãi mãi không rút được hồ sơ. Và với những chiếc xe tên công ty không hóa đơn ấy, thì nó sẽ rẻ hơn đâu đó khoảng 40 triệu. Đối với xe tải Kia 40 triệu, hoặc là rẻ hơn đâu đó khoảng vài chục triệu so với một chiếc xe mà giấy tờ có hóa đơn đầy đủ, kể cả xe con, kể cả xe tải. Chính vì vậy là nhiều người đi mua xe tên công ty, sau này muốn rút hồ sơ ra tên, người mà lại mua phải một cái salon mà không uy tín, hoặc là mua ở những người chủ nhân trước, người ta chỉ mua qua tay thôi, người ta không đảm bảo được cái gì, thì lập tức là rất là khó khăn. Và sau này bán đi nó khấu hao vô cùng là nhiều, dù chiếc xe đấy là nó đẹp. Đối với những chiếc xe tên công ty mà không có hóa đơn, nó gọi là hợp pháp thôi thì không sao. Nhưng chiếc xe mà nó lại có tranh chấp thì mà chúng ta không biết, thì những chiếc xe đấy sau này thuộc cái tài sản thanh lý của công ty lập tức là, hoặc là có tranh chấp, lập tức là cái tài sản đấy của cái người mua, sau này bản thân cái người mua sẽ chịu ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên là đi mua xe công ty, mua bình thường nhưng phải có hóa đơn, chứng từ. Mà nếu anh em mà chưa biết điều này thì nên tìm những anh em hoặc salon nào có thể đặt niềm tin hoặc tư vấn cho anh em kỹ hơn. Còn đi mua xe salon, còn đi mua xe tên tư nhân thì anh em sẽ phải đảm bảo được những yếu tố là giấy tờ, hay mua xe công ty cũng thế, phải đảm bảo được giấy tờ, đó là giấy tờ thật đấy, đăng ký đăng kiểm được là được. Còn đâu là đối với những xe đặc biệt dòng Kia, và là dòng Kia K2007, thì anh em cần phải xem rõ rằng số khung, số máy, đặc biệt là số khung thì nó hay bị mờ đấy, thì phải xem xe nó rõ ràng như thế. Và đặc biệt là dòng Bongo cũng vậy, số khung số máy là cần phải xem cho rõ ràng thì sau này mới có thể thuận tiện trong việc rút hồ sơ ra tên. Còn cái việc rút hồ sơ ra tên thực sự là nó có quan trọng hay không? Xin thưa quý vị và các bạn, nếu có điều kiện thì nên ra tên, còn nếu mà chưa có điều kiện thì thôi. Còn đối với anh em nào có điều kiện tài chính là nên ra tên. Tại vì sao? Ra tên thì khi mà ra tên, chúng ta sẽ được là chính tên chính chủ của chúng ta, làm cái gì nó cũng thuận lợi hơn. Sau này chúng ta có xa cơ lỡ vận, hay là sau này chúng ta có quên đi khi mà đăng kiểm mà chúng ta quên đi một ngày mà bị bắt ấy, thì chúng ta cũng dễ dàng trong cái việc mà nộp phạt và lấy lại cái xe của mình. Chứ khi mà xe mà không có cái giấy tờ gì liên quan mang tên mình ấy, thì sau này lại phải đi xin thủ tục rất là rườm rà và khó khăn. Và nếu mà không rút hồ sơ thì sao?
Rất là nhiều anh em bảo là tôi chưa có điều kiện mà tôi cũng chưa muốn rút hồ sơ, hoặc tôi muốn để cái biển này đi tôi chưa muốn rút hồ sơ sao. Thì chưa muốn rút hồ sơ thì chúng ta có thể làm cái công chứng ủy quyền, nhưng đối với những trường hợp muốn làm công chứng ủy quyền thì phải có chứng minh thư sổ khẩu của chủ cũ, tức là cái chủ đầu tiên của chiếc xe mà bạn mua, thì phải có chứng minh thư sổ khẩu thì mới làm được công chứng ủy quyền. Đấy, thì làm cái công chứng ủy quyền cũng được, không sao cả. Nếu mà chưa có điều kiện ra tên thì nên làm cái công chứng ủy quyền các bạn nhá. Thì tất cả những cái điều mà cần tư vấn về thủ tục pháp luật hay là khi mà đăng tên, và đặc biệt là dòng xe tải, thì quý vị và các bạn nếu cần tư vấn thì hoàn toàn có thể alo cho tôi qua số điện thoại hiện trên màn hình, tôi tư vấn là hoàn toàn miễn phí nhá. Trong dịp Tết đến xuân về này thì cũng xin kính chúc cho tất cả anh em là luôn luôn tự tin, tự mình tự chọn mua một chiếc xe tải cũ chất lượng. Và ngày hôm nay là một cái clip mà dường như là cũng chả phải là bán xe gì cả, nhưng là một cái clip mà tôi nghĩ rằng là cũng lâu lâu rồi cũng chưa chia sẻ được cho anh em cái gì, và đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý thì nó thực sự nó quan trọng hơn rất là nhiều, là cái điều mà chúng ta cần quan tâm đầu tiên trước khi nghĩ đến vấn đề là tiền đâu để mua xe. Tại vì sao, ngay cả bản thân mình ấy, hôm trước đi mua một con xe thì nếu mà mình không kiểm tra là chiếc xe đấy nó có ngân hàng hay không thì cũng ăn một cái vố khá là đau. Tại vì mua một xe mà giấy tờ người ta cấm ngân hàng, còn đâu là đăng ký thì đăng ký là đăng ký giả, người ta làm đăng ký giả và người ta bán cho mình. Nếu mà mình xuống tiền là mình thua. Thậm chí là sau này ấy, ra pháp luật mình có thắng kiện đi chăng nữa thì cái thủ tục mà hoàn tất cái việc kiện cáo thì mình cũng mất tiền rất là nhiều. Kể cả người ta có sai, người ta đi tù chữa thì mình là người đúng, nhưng cái tiền của mình không lôi ra được thì lập tức là cái rơi vào ai đó. Nếu mà tiền nó không xoay được, hoặc là tiền mình đi vay, cũng gọi là đi vay để mua xe, thì thực sự là khó khăn. Thì đó là clip ngày hôm nay muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn liên quan đến thủ tục tên công ty, tên tư nhân, hoặc là thủ tục hồ sơ pháp luật. Thì nếu cần tư vấn chi tiết hơn cứ alo cho mình các bạn nhá, hoặc là liên hệ tới fanpage là Đạt Xe Tải hoặc Đạt 888, TikTok Đạt Xe Tải, hoặc là gõ trên TV là Đạt Xe Tải, Zalo cho mình qua số điện thoại hiện trên màn hình thì mình tư vấn chi tiết hơn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai.